Rồi, Thanh Phú xin chào quý vị, chào tất cả anh chị em. Ngày mới Thanh Phú kính chúc quý vị cùng toàn thể anh chị em được nhiều sức khỏe. Rồi, tiếp tục cuốn video mới ngày hôm nay. Đây là vườn cây cảnh của em Cảnh Bonsai. Địa chỉ là thị trấn Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Thì hôm nay em cũng chia sẻ gửi đến quý vị cùng toàn thể anh chị em số tác phẩm cây tại vườn nhà. Rồi, sau đây Thanh Phú kính mời quý vị cùng toàn thể anh chị em mình cùng xem hết video và nhớ đăng ký kênh, bấm quả chuông và chờ tất cả xem những video mới. Chào em. Chào anh Thanh Phú. Chào tất cả quý anh em yêu bộ môn nghệ thuật bonsai trên cả nước. Ngày mới nhà vườn Cảnh Bonsai xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả quý anh em yêu bộ môn nghệ thuật bonsai trên cả nước. Chúc cho tất cả quý anh em mình một ngày mới thật nhiều sức khỏe, thật nhiều năng lượng trong cuộc sống. Và đến hẹn lại lên thì ngày hôm nay được anh Thanh Phú về đây để cùng chia sẻ đến tất cả quý anh em bộ điều bonsai trên cả nước, những tác phẩm bonsai của vườn nhà. Và đặc biệt là tuần này nhà vườn có rất là nhiều tác phẩm bonsai quý và đẹp muốn gửi đến tất cả quý anh em. Hy vọng rằng tất cả quý anh em mình sẽ lựa chọn cho mình những tác phẩm bonsai ưng ý, mang về trưng bày cho ngôi vườn cũng như ngôi nhà của mình ngày càng đẹp hơn. Bây giờ mời tất cả quý anh em vào bên trong để nhà vườn phép chia sẻ một cách chi tiết hơn ạ. Rồi, mời em. Rồi, đầu tiên nhà vườn muốn gửi đến tất cả quý anh em là một tác phẩm khế, cây khế hàng 10B này, cây rất già nha quý anh em nha, cây rất già và đặc biệt là cây đẹp hai mạch, hàng kích bưng bê. Hàng này thì 10B thôi, nên mình ngắm kỹ cái này, hai mạch nó đều đẹp, nó có một cái biếu ngay đây này quý anh em, đó, già nó nổi sần sùi lên. Khế này là khế ta nha quý anh em nha, không phải là khế gân nha. Em nhìn cái dàn bề này, cây cốt chậu nha quý anh em, cây rất già, mít thẹo rồi. Đó, ngày xưa người ta két ngay đây người ta nuôi này anh em. Lần này là két phát nữa này. Két cây này két chuyển hai lần nha anh em nha, két đai phát, đai phát. Nuôi có cái cán này dứt đai phát người ta nuôi dàn tây nè. Khế thì mê đế khế tây quý anh em, nuôi dàn tây cũng chua lê chua lét. Khế là chua rồi mà nuôi với thằng Tây còn chua hơn cây khế nữa. Cây rất già nha quý anh em nha. Nhìn rất già. Nhìn cái độ già và cái độ là vàng sánh của cây. Rất độc đáo. Đẹp hai mạch luôn quý anh em. Phần đế thì được ngài và được nằm trong cái cốt chậu nên là nó có một cái bộ đế gôm quý anh em. Nhìn rất khéo. Rồi anh em ngắm kỹ tổng thể coi. Rồi nhà vườn xin phép đo thông số kích thước để anh em mình dễ hình dung. Hành đế là 1m10 quý anh em. 1m1. Hành đế là 1m10. Em xin phép đo cái hành ngay chỗ này nha quý anh em nha. 54 nha quý anh em. Hành 54 đó, em xin phép đo ngay cái phần cũ ngay chỗ này ạ. 48 quý anh em, 48 và chiều cao từ mặt chậu lên tới đỉnh là 42, cao 42, cao 42. Tán ngang của cây là 58 quý anh em, tán ngang 58 đang nằm trong một chiếc chậu vuông. Hàng Đồng Nai có kích thước là 45 chữ nhật đó anh em, chữ nhật nhưng mà nó cũng hơi nghiêng nghiêng về vuông chút á, 45 36 nha quý anh em.
Tác phẩm khế này nhà vườn xin phép được giao lưu đến tất cả quý anh em bộ điều trên yêu cây trên cả nước, giá là 6.900.000 đồng, 6,9 triệu. 6.900.000 đồng cho tác phẩm này. Anh em nào yêu thích tác phẩm khế này thì cứ nhấc máy lên alo cho nhà vườn thông qua số điện thoại có ghi trên màn hình. Nhà vườn có ship hàng toàn quốc đến tất cả quý anh em yêu cây trên cả nước ạ. Rồi tiếp theo nhà vườn muốn gửi đến tất cả quý anh em là một tác phẩm me. Cây me rất già nha quý anh em nha, cây được làm từ cây con và được người ta vậy, người ta làm rất quái nha, cây cực kỳ già. Những cái cây me mà nó anh em mình nhìn cái nổi sớ của nó này, với lại me nó già nó mới đổ được quả. Anh em me thì đòi hỏi là phải có, trước tiên là phải có cái độ già thì me nó mới ra quả được. Cây này rất dị cây quý anh em, đặc biệt là người ta phanh này. Phanh từ bé mà người ta ngày xưa người ta Khéo. làm phải nói rất độc đáo luôn quý vị, rất độc đáo, cây già kinh khủng. Em ngắm cho thật chi tiết cái tác phẩm mì này, cái mì đang quả nó kinh khủng luôn, sai quả quá đây quý vị, phải nào chắc là phải cắt bỏ qua bớt quả, quả quá nhiều luôn, già kinh luôn, cây đẹp và tứ diện nha quý anh em nha, cây này thì nó lách nó tứ diện luôn. À, nên thấy người ta ngày xưa người ta cái có thể là cái đường thân với lại cái rễ người ta nài rồi lại với nhau này nên đó, tạo thành cái độ quái, cái đường co đi rất là nghiệp. Tài quẻ đang rất nhiều đường cài những quý vị nha. Nên ngắm chi tiết tỉ mỉ tổng thể cài nha quý vị, bởi vì nó quá dè. Rồi nên ngắm cho thật kỹ, xin phép đo thông số kích thước của tác phẩm mê này, trái to lắm anh em ơi, dòng này trái rất to. Hành đế của cây là 90 cho nó 85 đi nha quý anh em, 85 mình để 90 em đo 90 nhưng mà kẹt tượng em cho là 85 đi. Xin phép đo cái độ ngay cái đoạn quái này nha quý anh em nha. Cái đoạn phanh ngay vô cái đoạn quái này là 90 96 quý anh em. 96. 96. Chiều cao từ mặt chậu lên tới đỉnh là 80 nha quý anh em. Cao 80. Cao là 80. Và bộ tán của cây là 1 m 15 quý anh em. Bộ tán là 1 m 15, đang nằm trong một chiếc chậu có đường kính là 50 52 nha quý anh em, 52 có đường kính là 52. Anh em xem cho thật kỹ và thật chi tiết cái tác phẩm mê này. Tác phẩm này nhà vườn xin giao lưu đến tất cả quý anh em yêu cây trên cả nước, giá là 13.900.000, 13,9 triệu. 13.900.000 cho tác phẩm mê chua này. Anh em nào yêu thích tác phẩm mê chua này thì cứ nhấc máy lên alo cho nhà vườn thông qua số điện thoại có ghi trên màn hình nha quý anh em. Nhà vườn có ship hàng toàn quốc đến tất cả quý anh em mùa điều bonsai cả nước. Tác phẩm mê này một cái mê rất trẻ quý anh em, cây đang phun quả. Em xin giao lưu đến tất cả quý anh em mình là giá là 13.900.000. Anh em nào yêu thích tác phẩm này thì cứ nhấc máy lên alo cho nhà vườn thông qua số điện thoại có ghi trên màn hình. Nhà vườn có ship hàng toàn quốc đến tất cả quý anh em yêu cây trên cả nước ạ. Rồi tiếp theo nhà vườn muốn gửi đến tất cả quý anh em là một tác phẩm dúi. Dúi lá nó rất là nhỏ quý anh em nha, dòng là dòng dúi của Bình Định này. Cái này thì nó vừa có hoa vừa có quả nha quý anh em, và con thiên nga này quý anh em, giống như một con thiên nga luôn, cây nói già kinh khủng. Tây dâm thì anh em mình nhìn biết đây, tây này thì nói dễ sợ rồi, dàn xương dâm mà tây của cây dúi này thì chấm hết luôn quý anh em, cây đẹp hai mẹ. Tác phẩm dúi thì còn có một tên gọi khác đó là hoàng anh bọc, rất là già. Nên nhìn cái phần da của nó đó, còn rất già nha quý anh em,
có cái đường thân đi nó rất uyên chuyển, phải tây nè anh em nhìn này, dàn tây nuôi bao nhiêu năm cho một cục tịch. Yeah, kinh khủng. Rất chè. Em nhìn dàn xương dâm. Rồi, anh em ngắm tổng thể bộ bóng cũng như là độ quái của con. Giống một con thiên nghe quá hả? Quá đẹp. Con này đặc biệt nó có cái đường chạy này. Đường chạy của thân, cái đường truyền. Đây anh em, nó có một cái độ vẹn này. Vẹn từ này nó vẹn qua đây. Đó, anh em nhìn cái gì cái phần này nữa này quý anh em. Đó. À. Vẹn qua đây. Rồi. Rất nghiệp. Giống như đây, giống như phần bụng đó này. Đây, phần cổ, góc đầu lên. Rồi, anh em ngắm kỹ tổng thể bộ bóng của tác phẩm dúi này. Em xin phép đo thông số kích thước của tác phẩm Hoàng Anh Mộc này để anh em mình dễ hình dung. Phần thân cũng như là cái phần cũ ở phía dưới này là 1m08 nha quý anh em. 1m08. 1m08, em xin phép đo trên cái phần eo ở trên này nha. Là 36 nha quý anh em. 36. Trên cái cổ eo này là 36, hàng dưới này là 1m08, nghề cũ này là 1m08. Chiều cao của tác phẩm là 60 quý anh em. Cao 60. Dạ, chiều cao là 60. Tán ngang của cây là 66 quý anh em. Tán 66. 66 và nằm trong một chiếc chậu tàu xưa nha quý anh em nha. Một chiếc chậu tàu xưa có đường kính là 55. Chủ nhật 55-42 quý anh em. 55-42. Đây là một cái tác phẩm hàng rất chuẩn như quý anh em nha. Anh em có thể mang đi chơi, đi triển lãm cũng rất là ok. Hàng độc đáo. Tác phẩm này thì anh em nào yêu thích thì cứ nhấc máy lên alo cho nhà vườn thông qua số điện thoại có ghi trên màn hình để thương lượng về giá. Nhà vườn thì có ship hàng toàn quốc đến tất cả quý anh em yêu cây trên cả nước. Tác phẩm này thì kích hai người bên quý anh em. Cây này là cây kích hai người bên, cây nằm chậu rất là lâu năm, nằm trong một chiếc chậu tàu. Chậu này là chậu tàu xưa quý anh em, chậu này rất là lâu năm rồi, chậu rất dè. Rồi anh em mình ngắm cho thật là chi tiết và thật kỹ cái tác phẩm này. Anh em nào thật sự yêu thích tác phẩm dúi này, anh em nào yêu thích con thiên nga này thì cứ mang về, nhấc máy lên alo cho em thông qua số điện thoại có ghi trên màn hình để sở hữu tác phẩm này. Rồi anh em ngắm cho thật là chi tiết và thật kỹ tác phẩm này. Coi này thì được làm rất kỹ với quý anh em nha. Đường co chạy cũng rất là độc đáo nha, rất nghiệp nha. Rồi tiếp theo nhà vườn cũng gửi đến tất cả quý anh em một tác phẩm cần thanh nha quý anh em nha, nằm trong bộ tam của anh em miền Trung đây. Mai chiếu thủy liệt quế cần thanh đây, nhất kim nhì nguyệt tam cần quý anh em. Đây là một dòng cây phong thủy và đặc biệt là đây cũng là một cái dòng cây mà mang đến sự tài lộc may mắn cho anh em. Đây là một tác phẩm cầm thanh, mình bấm gai như thế này, sau này là những cái vị trí này là không ra gai nữa quý anh em. Gai nó chỉ ra những phần ngọn tiếp theo thôi chứ còn phần này là không ra nữa. Cái này thì ở trong phần bông tán thì làm kỳ hết rồi. Cái này anh em mình chỉ về chơi và nuôi cho cái dàn tây này nó vững hơn thôi chứ còn cái phần cốt của coi này thì quá đẹp rồi quý anh em. Phần cũ nó quá độc đáo và quá nghiệp, coi rất già nha. À, nó lên cốm hết toàn bộ cần thanh mà anh em mình biết là khi mà nó già nó mới nổi được cái dàn cốm này lên nha quý anh em. Cái này giống như là một con cá quý anh em. Giống y như một con cá luôn. Rất độc đáo. Đó, anh em mình nhìn kỹ nha. Giống như là một con cá. Một con cá ba đuôi á. Rất nghệ thuật. Coi cái bộ cũ nó rất đẹp anh em. 3 mét. Đó, bụng. Và tác phẩm cần thanh Gián Huyền coi rất dè, bông tán được xây dựng rất là tỉ mỉ và rất kỹ lưỡng như quý anh em nha. Rồi anh em ngắm cho thật chi tiết tác phẩm cần thanh này, em xin phép đo thông số kích thước của tác phẩm này để anh em mình hình dung nha. Cái này kích hai người bê nha quý anh em, một trong những kích chơi mà phải nói nhìn cũng đã mà chơi thì cũng dễ chơi quý anh em. Thành đế là 67 quý anh em. 67
đến 67. Em xin phép đo cái thành cũ ạ. Thành cũ 55 nha quý anh em. 55. Thành cũ 55. Chiều cao từ mặt chậu lên tới đỉnh là 38 quý anh em. Cao từ mặt chậu lên tới đỉnh là 38. 38. Và tàn đổ của cây là 87 nha quý anh em. Tàn đổ là 87. 87. Đang nằm trong một chiếc chậu Trung Quốc cũng khá là xịn sò, có đường kính là 37. Cao là 31 quý anh em. Với thống dạng vuông bo hai đầu thành. Tác phẩm cần thanh này anh em nào yêu thích thì cứ nhấc máy lên alo cho nhà vườn thông qua số điện thoại có ghi trên màn hình, lượng về giá thông báo với quý anh em là nhà vườn có ship hàng toàn quốc đến tất cả quý anh em mộ điệu bonsai trên cả nước nha. Anh em nào yêu thích cái tác phẩm cần thanh nào thì cứ nhấc máy lên, anh em yêu thích tác phẩm nào thì cứ nhấc máy lên alo cho nhà vườn nha. Đó, cần thanh anh em mình cứ bấm gai một lần nữa là tất cả các cái đầu cành đó là về sau là nó không có gai nữa nha quý anh em. Rồi tiếp theo nhà vườn muốn gửi đến tất cả quý anh em là một tác phẩm mê nữa quý anh em, mê rất chua, rất chè, chua mà già quý anh em. Đẹp. Anh em xem kỹ cái tác phẩm này, mê đế khế tây quý anh em. Coi này thì đế thì khỏi nói rồi, cái mê mà có cái bộ đế như thế này thì nó nằm chậu hay nó quá lâu năm luôn quý anh em, khủng khiếp luôn. Anh em xem kỹ coi, coi có bộ đế rất gấu nha anh em nha, coi nhìn rất ấp thơ. Dàn tay cành thì được đào tạo hay nói chấm hết luôn quý anh em, coi rất già. Dàn đế rất dữ nha anh em nha. Cái này bộ đế cái cốt chậu nằm phải nói trong chậu rất lâu năm rồi nè, cái dàn đế cái rễ mà nó to kinh khiếp này, nó chạy theo cái đường truyền của cái thân này anh em, từ cái vị trí này nè chạy xuống, chạy theo cái đường chuyển của thân rất nhịp nhàng. À, những cái rễ này khôn cực kỳ, anh em xem cái độ già, cái độ nu. À, rất nghệ thuật đường chạy của cái phần thân này nè, chạy nó chuyển rất đẹp luôn, có một cái tay hồi về làm rất nhạt nhiều quý anh em nha, coi làm rất là nhạt. Rồi anh em mình ngắm cho thật tỉ mỉ tác phẩm mi này, rồi xin phép đo thông số kích thước của tác phẩm này ạ. Hành đế của cây mê này là 1m05 nha quý anh em. 1m05. Hành đế là 1m05. Hành thân là 36 quý anh em. 36. Hành thân là 36. Và chiều cao từ mặt chậu lên tới đỉnh là 72. 72 chiều cao. Và tán ngang của cây quý anh em. Tán ngang của cây là 87. 87. Tán ngang 87 đang nằm trong một chiếc chậu Trung Quốc. Có cái đường kính là 60 quý anh em. Có đường kính 60 47. Rồi anh em mình ngắm cho thật kỹ tác phẩm này, anh em nào yêu thích tác phẩm mê này thì cứ nhấc máy lên alo cho nhà vườn thông qua số điện thoại có ghi trên màn hình. Nhà vườn có ship hàng toàn quốc đến tất cả quý anh em yêu cây trên cả nước nha, anh giá cũng rất hợp lý quý anh em. Rồi anh em mình ngắm cho thật chi tiết và thật kỹ tác phẩm này, anh em nào ưng ý tác phẩm này thì cứ nhấc máy lên alo cho em thông qua số điện thoại có ghi trên màn hình. Nhà vườn có ship hàng toàn quốc đến tất cả quý anh em ạ. Cây mê rất già, rất gấu quý anh em nha, chạy rồi những cái rễ nó đóng cũng rất là khôn quý anh em, rất viền luôn, cực kỳ ấn tượng. Rồi tiếp theo nhà vườn muốn gửi đến tất cả quý anh em đó là một tác phẩm cóc, với cóc rất dị quý anh em, giống như một con vịt rồi quý này, dáng đẹp anh em nhìn này, y da con vịt dưới chậu luôn này, đó y xì là con vịt luôn, đó anh em nhìn dưới cái chậu, có quả. Anh em mình ngắm cho thật là chi tiết và thật kỹ cái tác phẩm này, coi này thì hai người khiêng nha quý anh em nha, coi khá to, hai người khiêng này mà đặc biệt cái này nó
cái đường thân nó đi rất duyên nha quý anh em, rất duyên và rất nghệ thuật nha. Đó, bay lên nó tạo một cái khủy ở trên này rất đẹp. Cóc thì anh em mình chơi thì anh em mình biết rồi, vừa nó là vừa chơi cái nó vừa quái với anh em, và đặc biệt là có quả. Dòng này thì cóc này thì ăn cái quả của nó không bị nhớt nha anh em nha. Quả ăn rất ngon, không có bị nhớt. Thì cóc đẹp hai mạch luôn quý anh em. Hai này đẹp hai mạch luôn. Rất là gấu. Đang nằm trong một chiếc chậu khá là xịn sò quý anh em. Anh em thấy cái gầm này. Đó, cái gầm này nó có một cái bướu rất là nghệ thuật này. Cái cốt tay cũng rất to nha anh em nha. Cốt tay bằng cái cổ tay mình rồi nha. Hai này nuôi cũng lâu rồi đó. Liền lạc. Hai liền lạc hết nha anh em. Rồi, anh em mình chiêm ngắm cho thật là kỹ cái tác phẩm cóc này ạ. Em xin phép đo thông số kích thước để anh em mình dễ hình dung nha anh em nha. Thành bờ của cái cốc này là 1m15 nha quý anh em. 1m15. Thành ở dưới bờ dưới này là 1m15. Rồi em xin phép đo cái ngay cái đoạn quái này nha quý anh em nha. Quý anh em. 94. 94. Em xin phép đo trên này luôn. Tám mươi bảy nha quý anh em. 87. Cái gù trên này là 87. Rất gấu. Cao từ mặt chậu lên tới đỉnh là 87 luôn quý anh em. Cao 87. Cao 87 luôn. Và tán ngang của cây là 1m1 quý anh em. 1m1. Đang nằm trong một chiếc chậu Trung Quốc. Oval có đường kính là 80 quý anh em. Đang nằm trong cái chậu có đường kính 80 và chiều ngang là 40. 40-80. Anh em mình chiêm ngắm cho thật là chi tiết và thật tỉ mỉ tác phẩm cóc này. Anh em nào yêu thích tác phẩm này thì cứ nhấc máy lên alo cho nhà vườn thông qua số điện thoại có ghi trên màn hình. Nhà vườn thì có ship hàng toàn quốc đến tất cả quý anh em yêu cây trên cả nước nha. Anh em nào yêu thích tác phẩm nào thì cứ nhấc máy lên alo cho em. Cái cóc rất khủng nha quý anh em. Này thì nó chuẩn bị ra là quả là kín cây nè. Cóc thì một năm nó là bốn mùa nha quý anh em nha, nó là bốn mùa quả luôn. Quả ăn cũng rất là ngon. Anh em nào mà có bạn bè vào thì cứ cách một chùm xuống là nhâm nhi thôi. Rồi tiếp theo nhà vườn muốn gửi đến tất cả quý anh em đó là một tác phẩm phải nói cóc nữa cũng rất là độc đáo nha quý anh em nha. Một cái cóc giống như một cái con gì nó đang phục mồi quý anh em. Hai cái chân này nó có hai cái chân trước đây đó, và cái mình của nó quý anh em, cái đường chạy của nó giống như một con gì đang hủy hai cái chân xuống, nhìn rất là nghiệp nha quý anh em. Nhìn chân nó này, hai chân này. Đây cái mạch mấy cái mạch cách ra là liền bưng hết rồi nha quý anh em nha. Cốt tay to bằng cổ tay mình này. Cây cũng đang rất là sai quả quý anh em, trái đang rất là nhiều luôn, mới cách hai chùm ăn rồi quý anh em, tại vì thấy nó nhiều quá, trước hai chùm này quả của nó rất là to quý anh em nha, nó ăn ngon lắm. Rồi anh em mình xem ngắm cho thật chi tiết và thật tỉ mỉ cái tác phẩm cóc này, cái cóc rất to, cái này kích khoảng tầm bốn người khiêng quý anh em, bốn người khiêng. Hai người thì nặng lắm quý anh em, phải bốn người. Anh em mình chiêm ngắm cho thật tỉ mỉ cái tác phẩm này, vì nó hơi nặng nên là bê vào nó không, vào cái phong phía bên trong nó không hơi khó. Anh em mình chịu khó ngắm một chút xíu nha anh em nha. Rồi anh em mình chiêm ngắm cho thật tỉ cái tác phẩm này, rồi em xin phép đo thông số kích thước để anh em mình dễ hình dung và giao lưu. Rồi anh em ngắm kỹ ạ. Cây đang gọi là
quá nhiều quả mình coi luôn quý vị. Mình xin phép đo cái hoành của chân đế nha quý anh em, hoành hai chân trước và chân sau. Hoành chân 1m65 nha quý anh em, 1m65, 1m65. Còn ngay cái đoạn chân trước với chân sau nè, cái đưa hoành thân mà cái chiều dài của thân nó là tới 1m là nha quý anh em, 1m dài của thân hả? Còn cái hoành thân nha, em xin phép đo cái hoành thân nha quý anh em. Hành thân là 65 luôn quý anh em, 65 65 cao mặt trời từ mặt trời lên tới tới đỉnh nha quý anh em nha. Mình đo tới đây thôi quý anh em, vì cái này sau này mình chơi xong rồi mình sẽ thu vào hết xuống này nè. Khi anh em mình chơi xong anh em mình về cắt cái này anh em, anh quả xong á, tới hết cái mùa quả nó rồi á, anh em mình cứ giật vô ngay vô mấy cái mét này, giật ra là nó sẽ nứt ra, thì nứt ra nó tạo thành thành hai bên hai cái đất này nè. Đó là anh em mình mùa sau nó sẽ nhiều quả hơn, anh em mình càng chơi là nó sẽ càng nhiều quả nha. Vì khi mình cắt ra giờ là cứ chỉ ra hai, chỉ ra hai nhánh giống như y như thế này đó. Ngày xưa người ta cắt ra là chỉ ra hai nhánh thôi, anh em mình về chơi xong quả là tôi cắt ngay cái mét này, trên cái mét một xíu nha anh em, canh ngay cái nách lá anh em mình cắt đây, giật xuống này cái hoặc giật xuống thấp cái này anh em cũng được, nó nứt lên là nó sẽ ra quả tiếp. Chiều cao từ mặt chậu lên tới đỉnh là 70 nha quý anh em nha, 70 đó. Còn đang nằm trong một chiếc chậu Trung Quốc có đường kính là 1m nha quý anh em, dài 1m, dài 1m, và chiều ngang của chậu là 74 quý anh em, 74. Anh em nào yêu thích tác phẩm này thì cứ nhấc máy lên alo cho nhà vườn thông qua số điện thoại có ghi trên màn hình. Nhà vườn có ship hàng toàn quốc đến tất cả quý anh em yêu cây trên cả nước nha quý anh em. Tác phẩm nhỏ lớn gì em cũng đều có ship hàng toàn quốc cho quý anh em mình hết. Rồi tiếp theo nhà vườn cũng gửi đến tất cả quý anh em là một tác phẩm đề đột đỏ nha quý anh em nha. Một cây đề đột đỏ. Trong này thì cái đỏ khi mà nó anh em mình cắt toàn bộ cái dàn lá này xuống á, khi mà nó bung phát vào đỏ gần như là tím coi. Đề mà cái dàn tay người ta đào tạo nói rất kỹ nha quý anh em nha. Đề có cái bộ đế như là kích lùng lực quý anh em. Tay cao khoảng tầm cỡ 60 thôi, không tới 60 quý anh em. Tay rất lùng lực. Cái cốt tay này quý anh em, mấy cái cán tay phải nói kinh khủng luôn. Bộ đề mà khi mà cái dàn tay mà đào tạo cỡ này thì anh em mình biết bao nhiêu năm rồi. Quá lâu rồi quý anh em. Rất dẹp. Tay đề hàng lùng lực quý anh em nha. Đây có một cái rễ nó chạy nè quý anh em, rễ nó chạy nó dịp lép luôn lên rồi, khá là già nha quý anh em nha, tay hồi về nè anh em, cán tay hồi về, cán tay hồi về phải tầm phải 30 mấy, có một cái tay hồi về rất đẹp rồi, vót ngọn càng lùng lực nha quý anh em nha. Bây giờ thì chơi vừa chơi phong thủy quý anh em, vừa là một cây chơi phong thủy và nó là một dòng cây phải nói là trí tuệ, một cây trí tuệ quý anh em. Đề độc đỏ em mình nắm cho thật chi tiết và thật tỉ mỉ tác phẩm đề này. Đây là một cái cây phải nói rất đáng mà để anh em mình sưu tập quý anh em ạ, vì những cái cây này bây giờ để mà kiếm một cái cây đề mà nó già cỡ nào mà dàn tay dàn chân đào tạo cỡ này thì cũng hơi bị khó anh em. Thôi mà nó nằm kích gọi là cỡ như này, hàng lục lực, tay đòn nó đóng cỡ này anh em, rất dữ. Nhìn ở ngoài nhìn rất là gấu coi nha anh em nha, ngoài nhìn tác phẩm này nhìn rất gấu. Anh em ngắm cho thật chi tiết tác phẩm đề này. Anh em mình nghĩ dàn tay mà làm cỡ này thì anh em biết là bao nhiêu năm rồi, quá lâu rồi. Tá nó quét lại còn bé tí tẹo rồi. Anh em ngắm thật kỹ chi tiết tác phẩm này và nhìn qua tổng thể, em phép đo thông số kích thước của tác phẩm này để anh em mình cùng ngắm. Cái này anh em mình về thì có thể là đôn cái dàn chân đó anh em lên khoảng tầm 20 phân nữa, đẹp
đưa lên nó còn cao lên khoảng 20 phân nữa, ngang ngay cái tầm mắt mình thì rất đẹp. Trước cửa hàng để thấp cho nó khỏi che mấy các bạn thì quan niệm. Rồi, nên mình xem ngắm cho thật tỉ mỉ cái tác phẩm này ạ. Hàng đế là 1m55 nha quý anh em. 1m55 hoàng đế. 1m55. Rồi xin phép đo hành thân ạ. Hành thân là 1m1 nha quý anh em. Thân 1m1. Thân 1m1. Chiều cao tính từ mặt chậu lên nha quý anh em là 63 quý anh em. Cao 63. Cao 63. Và tán coi là 1m1. Tán 1m1. Tán 1m1 đang nằm trong mỗi chiếc chậu đắp nổi. Chiếc chậu đắp nổi cũng khá đẹp quý anh em. Có đường kính là 63. 63. 63 vuông quý anh em. 63 vuông, chiều cao là 30. Rồi tác phẩm đề này anh em nào yêu thích thì cứ nhấc máy lên alo cho nhà vườn thông qua số điện thoại có ghi trên màn hình. Nhà vườn có ship hàng toàn quốc đến tất cả quý anh em nha. Tác phẩm này thì hàng gọi là kích cổ quý anh em. Cái này thì phải tầm kích cổ thì cái chậu này nó khá nặng. Anh em nào sở yêu thích tác phẩm này nhấc máy lên alo cho nhà vườn thông qua số điện thoại có ghi trên màn hình nha quý anh em. Nhà vườn có ship hàng toàn quốc đến tất cả quý anh em hồ điệu cây cảnh trên cả nước ạ. Rồi tiếp theo là nhà vườn muốn gửi đến tất cả quý anh em là một tác phẩm phải nói nhìn rất tranh, hay là một tác phẩm vạn niên tùng, tùng trái nha quý anh em, cây tùng La Hán, tùng trái, cây trực, có một cái tay hoành và tay phóng rất đẹp, cây rất dè. Cây này thì toàn bộ thẹo là mít hết rồi nha quý anh em nha, cây không còn thẹo. Hàng này phải nói là đúng hàng chuẩn chơi rồi. Mình nhà vườn chỉ vừa cân nhẹ lại cái bóng gọi là níu tì một hai cái vòng dây để níu tì thì quý anh em. Để cho cái bộ bóng của nó nhìn nó cân thôi, còn toàn bộ là cây sạch sẽ nha quý anh em nha. Không còn dây nhôm nha. Đẹp quá. Cây vạn niên tùng, cây tùng trái. Cây đang trái cũng rất là nhiều nha quý anh em nha. Đang đang đổ trái cũng rất là nhiều mình coi. Cây rất sạch. Quay sơ anh em mình một vòng để ngắm tổng thể cây. Rồi nhà vườn sẽ đi vào chi tiết để anh em mình cùng ngắm cho thật kỹ tác phẩm tùng trái này. Cây vạn niên tùng, cây cực kỳ già nha quý anh em nha. Già đỏ eo hết. Đó, anh em. Cái này thì nó là vẻ đẹp của nó là chấm hết rồi quý anh em. Đó là những cây tùng mà như thế này thì nuôi cũng không biết bao nhiêu năm quý anh em. Tùng trái mà nó vạn niên tùng nó già tới cái mức này. Cây này anh em mình nhìn kỹ á mới thấy được cái độ gọi là cái độ nghiệt của cây này. Cây này ngày xưa người ta phá phôi á anh em, người ta cắt người ta giật ngay đây này. Đặc biệt cái cán bên này này quý anh em. Cái cán bên này người ta cắt ngay chỗ vị trí này. Anh em nhìn người ta cắt ngay vị trí này, người ta nuôi những cái cán tây này anh em. Đó, mà cán tây bây giờ là nó nằm im ru định vị như thế này mà những cái co này người ta làm rất kỹ nha. Và đặc biệt là bây giờ nó đã mít thẹo rồi. Bây giờ là không còn thẹo nữa nha quý anh em nha, liền bưng hết. Đó. Đặc biệt là nhìn cái dàn dâm này quý anh em, nhìn cái dàn dâm nó đơm mâm xôi lên hết này. Nhìn cái độ chi tiết của cây á. Đó, tây âm dương và đặc biệt là những cái cành phong á, nằm ở trên thân có những cái cành phong đóng rất kỹ, làm rất là kỹ lưỡng nha. Những cái vị trí này thì được kề, mình kề lại một hai cọng dây để cho nó khỏi dính lên thôi. Chứ còn cây là dường như là sạch. Có một hai điểm, một hai dây chi tiết là kề lại cho cái nó cân lại cái bóng. Cây lách đều hết. Vị trí này người ta giật một nhát này anh em. Ta cắt một nhát này đây. Người ta nuôi cái tay hoành này anh em, nhìn là cái tay hoành này từ vị trí này mà nuôi cái tay hoành ra khoảng 60 như thế này thì anh em mình biết bao nhiêu thời gian, mà đặc biệt cái hàng dâm này.
cái dàn xương dâm á, mà để mâm xôi lên hết như thế này và nó yên vị hết như thế này. Những cái co đầu tiên này nè, đã bẻ những cái co đầu tiên bẻ rất kỹ, làm rất kỹ luôn đó. Cách giật mà bây giờ nó cái đoạn ở trong này anh em, người ta từ cái vị trí nào mà người ta nuôi cái tây hoành này này, thì nên mình biết là cái tây hoành này nó phải là 20 đó, mà nó dài khoảng 60 như thế này thì nuôi bao nhiêu thời gian thì anh em chơi coi kỹ thì nhìn sẽ biết đó. Còn cái phần cổ ngọn thì nhìn nó rất là vót nha, đặc biệt cái quả phúc này, ốp cái quả phúc này rất tròn nha quý anh em, ốp quả phúc rất tròn, cây đang phun trái luôn. Anh em xem kỹ tại sao người ta gọi là tùng là hán, là như ông Phật là hán quý anh em, đang chấp cái tay lại đó, trái rất là nhiều trên cây quý anh em, cây đang trái hết toàn bộ nha quý anh em nha. Bông tán tất cả những cái bông tán này là vị trí nào đây nè anh em, đang trái tất cả luôn, phun hết. Cây nói chung là làm rất kỳ dưới nè. Để mà tìm một cái tùng trái, một cái vạn niên mà bây giờ tay chốt nó đóng kỳ như thế này, cành phong tay một này to, cành phóng nhỏ dần, cành phong ốp phúc rồi nhìn rất kỹ nha. Tất cả cái dàn bóng được đạp bóng cũng rất là kỹ, nhìn rất sâu coi. Có những cái bông mà những cái bông âm mà quý nè, thấp thoáng nhìn khá là đẳng cấp để sở hữu một cái tác phẩm như thế này. Đây phải là một tác phẩm rất hay, rất đáng để anh em mình sưu tầm. Rồi em xin phép đo thông số kích thước của tác phẩm này để anh em mình tiện hình dung và dễ giao lưu nha. Thành đế thì nó trải đều như quý anh em nha. Cây này là cây ít bồn ngọn tỉ, đặc biệt cái tuần này ở dưới là nhìn rất no nha, pin luôn rất no. Em chỉ đo tượng trưng thôi nha quý anh em. Thành đế này là 1m12 quý anh em, 1m12 đo tượng trưng thôi, còn đế nó trải ra cũng dài lắm, trải ra tới cái phần cái đầu tượng của ông Khổng Minh này, nhưng mình không có đo ra tới đó, đo mô phỏng ở phía trong cái nồi này thôi. Phép được đo hành thân nha quý anh em. Hành thân của cây là 52. 52. Dạ, yeah, hành thân là 52. Chiều cao từ mặt chậu lên tới đỉnh là 78 quý anh em. Cao 78. Cao 78. Và tán ngang của cây là 1m20 quý anh em. 1m20. Tán ngang là 1m20. Đang nằm trong một chiếc chậu Trung Quốc cũng khá là xịn sò, có đường kính là 82 quý anh em. Đang nằm trong chậu Trung Quốc có đường kính là 82, chiều ngang là 52 x 82. Yeah. Tác phẩm Vạn Niên Tùng, cái tùng trái này anh em nào thật sự yêu thích thì cứ nhấc máy lên alo cho nhà vườn thông qua số điện thoại có ghi trên màn hình để thương lượng về giá. Đây là một tác phẩm quý nha quý anh em nha. Anh em nào tùng thì khỏi nói rồi, về cái độ tùng thì anh em mình biết là chơi về cái độ nuôi và độ lâu lớn, mà nó là cũng nằm trong cái hàng danh kiển quý anh em. Thì anh em nào yêu thích thì cứ nhấc máy lên alo cho nhà vườn thông qua số điện thoại có ghi trên màn hình. Nhà vườn thì có ship hàng toàn quốc đến tất cả quý anh em yêu coi nha. Tác phẩm này thì khoảng tầm hai người bê nặng quý anh em, hai người khỏe khỏe bê nặng, vì vào cái chậu này nó cũng nhìn nó cũng lép thôi quý anh em, nó được cái chiều cao của nó cũng lép nên nó cũng nhẹ. Chiều cao của chậu thì chỉ có mười mấy thôi anh em, 16 thôi. Rồi anh em mình ngắm cho thật kỹ tác phẩm Vạn Niên Tùng, tác phẩm tùng trái này. Anh em nào yêu thích thì cứ alo cho em. Và một lần nữa thì thời lượng chương trình đến đây thì cũng khá là dài rồi quý anh em, nên là nhà vườn cũng xin phép dừng cuối video tại nơi đây. Cũng không quên là cảm ơn chân thành đến kênh của anh Thành Phú đã tạo điều kiện để cho nhà vườn chia sẻ đến những cái tác phẩm bonsai đến tất cả quý anh em mọi điều cây cảnh trên cả nước. Thì cũng chúc cho anh thật nhiều sức khỏe và chúc cho tất cả quý anh em yêu cây trên cả nước một ngày mới thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui trong cuộc sống, và sẽ lựa chọn cho mình những tác phẩm bonsai đẹp để mang về trưng bày tại ngôi vườn cũng như ngôi nhà của mình ngày càng đẹp hơn.
Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý anh em trong những video mới nhất ạ. Rồi, chào em. Rồi, thời lượng cũng khá dài. Một lần nữa Thanh Phú chân thành cảm ơn gửi đến quý vị cùng toàn thể anh chị em rất nhiều. Và đừng quên đăng ký kênh, bấm quả chuông có chữ tất cả để xem những video mới. Rồi, Thanh Phú xin chào quý vị.